Thời điểm này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang chuẩn bị vật tư phục vụ sản xuất vụ lúa xuân. Dự kiến toàn tỉnh gieo cấy gần 9.900 ha, tập trung ở các địa phương vùng thấp. Để mạ đủ tiêu chuẩn trước khi nhổ cấy, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân gieo mạ quanh tiết lập xuân vào ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch, tức ngày 14 tháng 1 âm lịch. Khi cây mạ có 3 lá thì mới nhổ cấy và kết thúc cấy lúa trong tháng 3 kịp thời thu hoạch, giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa. Trong vụ lúa xuân, nông dân cần ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, có năng suất cao, chất lượng tốt, thị trường tiêu thụ ổn định. Nông dân sử dụng nhóm giống lúa lai do Lào Cai sản xuất và một số giống lúa thuần chất lượng cao để gia tăng giá trị canh tác.